thiền tâm chịu gian lao đau khổ, quyết một lòng theo đức Kitô trên con đường thật. Để con vững bước theo chân lý của Ngài. Giáo xứ Rờ Cơi thuộc giáo phận Kon Tum, được tách ra từ giáo xứ Cà Bầy vào năm 2010. Cho đến năm 2016 thì đức cha giáo phận đã trao giáo xứ cho các cha dòng Đa Minh phụ trách cho đến nay. Giáo xứ Rờ Cơi cách trung tâm thành phố Kon Tum khoảng 50 cây số và nằm lọt thỏm giữa hai dãy núi Chimomray trùng điệp huyền bí, và bên sườn đông là dãy núi Chạc Ly khói lửa một thời oanh liệt. Giáo xứ Rờ Cơi có 2.100 giáo dân và trong đó có tới 97% người sắc tộc thiểu số, người Hà Lăng. Đa số bà con giáo dân trong giáo xứ đã theo đạo từ trước năm 1975. Nhưng sau năm 1975, sinh hoạt tôn giáo gặp rất nhiều khó khăn. Thêm vào nữa là thiếu bóng dáng của vị chủ chăn, mà có một số giáo dân đã bỏ đạo. Nhưng từ năm 2010 cho đến nay, khi mà có sự hiện diện của cha chánh xứ Tiên Khởi thì sinh hoạt của đạo đã trở lại. Nhiều bà con giáo dân đã đến với nhà thờ, đã trở lại nhà thờ. Và trong đó cũng có nhiều anh chị em chưa biết Chúa cũng xin tổng giáo. Giáo xứ Rờ Cơi có 5 làng là làng Kram, làng Gia Siêng, làng Khúc Lon, làng Rờ Cơi, làng Đắc Rờ Đê và một giáo khu người Kinh. Trong đó có 2 làng là có nhà nguyện mà thôi, nhưng cũng chỉ là những nhà nguyện tạm bợ. Nhưng mỗi buổi sáng, bà con giáo dân đến tham dự rất là thành kính và sốt sắng. Đến năm 2011, sau nhiều những cố gắng và nỗ lực của cha chánh xứ Tiên Khởi là cha Tadeo Nguyễn Ái Quốc, giáo xứ đã có một nhà nguyện tạm, nhà sàn bằng gỗ và sức chứa cũng chỉ được khoảng 200 người mà thôi. Cho đến nay, sau 7 năm, thì ngôi nhà nguyện tạm ấy cũng đã xuống cấp và có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào, nhất là những lúc mà có đông giáo dân tham dự. Năm 2018, sau bao nhiêu năm chờ đợi, chính quyền đã đồng ý cho giáo xứ xây dựng một ngôi thánh đường mới, diện tích là 600 m2. Trên cái mảnh đất mà giáo xứ đã mua trước đó, rộng 1 hecta. Và mảnh đất này tọa lạc trên một ngọn đồi thơ mộng, cách trung tâm xã khoảng 1 cây số. Nhưng mà chúng con là vùng sâu, vùng xa này, chúng con nghèo quá, là nộp tiền thì không có tiền. Tại vì giáo dân chúng con rất là khổ. Bây giờ thì chúng con mong muốn có nhà thờ mới,
bây giờ là có cha ở bên này rồi nhưng mà không có nhà thờ. Bây giờ là mong muốn là muốn có nhà thờ mới. Ước mơ có một ngôi thánh đường mới để thờ phượng Chúa, sao cho an toàn, sao cho sốt sắng và trang nghiêm, là ước mơ của bao người, bao đời trong giáo xứ. Nhưng phần đông bà con trong giáo xứ là người dân tộc thiểu số. Việc lo cái ăn, cái mặc hàng ngày đã là khó khăn. Việc đóng góp để mà xây dựng một ngôi thánh đường mới với số tiền khoảng 2 tỷ đồng thì quả là không thể. Kính mong quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà anh chị em xa gần yêu thương, độ lượng, giúp đỡ để ước mơ của tất cả bà con trong giáo xứ Rờ Cơi đây sớm trở thành hiện thực.